Diễn đàn Thường niên Liên nghị Viện Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 21 đã bế mạc vào chiều ngày 30 tháng 1 tại thành phố Vladivostok, thủ phủ của tỉnh Primorye, Liên bang Nga. Sau 4 ngày làm việc, diễn đàn đã thông qua thông cáo chung và các nghị quyết mới nhằm định hướng quá trình phát triển cho diễn đàn này trong tương lai. Các đại biểu đã thông qua thông cáo chung cùng 14 nghị quyết về các vấn đề liên quan đến việc gìn giữ hòa bình, an ninh khu vực và thế giới, các vấn đề về phát triển kinh tế, hợp tác thương mại trong khu vực, vấn đề phòng chống khủng bố, chống nạn buôn bán ma túy, chống tội phạm có tổ chức và buôn bán người. Diễn đàn quyết định Mexico là nước chủ nhà của APPF 22. Đoàn Việt Nam đã có nhiều tham luận trên diễn đàn, đề cập đến các vấn đề an ninh lương thực, hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. Mà có thể nói là các cái nghị quyết của diễn đàn ấy, thì đã thể hiện cái nguyện vọng của nghị viện các nước trong khu vực. Và chúng tôi coi đấy như là một cái khuyến nghị của các cái nghị sĩ đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân các nước trong khu vực để các nhà lãnh đạo các cái quốc gia trong khu vực để mà thực hiện các cái nguyện vọng đó. Cũng trong khuôn khổ diễn đàn, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Chủ tịch Thượng viện Nga, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Primorye, Phó Thị trưởng thành phố Vladivostok. Tại các cuộc gặp, hai bên đã trao đổi các vấn đề đẩy mạnh hợp tác giữa quốc hội hai nước, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, văn hóa và du lịch giữa Vladivostok với các tỉnh thành của Việt Nam. Ông Uông Chu Lưu cũng đã gặp Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, gặp gỡ đại diện của cộng đồng gần 3.000 người Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại tỉnh Primorye. Đây thực sự là một buổi tiếp xúc cử tri đặc biệt của Phó Chủ tịch Quốc hội với cử tri đang sinh sống tại Liên bang Nga để nghe những tâm tư của bà con. Diễn đàn Liên nghị Viện Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 21 là sự tiếp nối hội nghị thượng đỉnh APEC cũng diễn ra tại Vladivostok hồi đầu tháng 9 năm 2012. Với cương vị là Chủ tịch APPF, Nga đang nỗ lực đóng góp vào việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp quốc gia và quốc tế nhằm thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế khu vực, đảm bảo sự ổn định và an ninh quốc tế. Đây cũng là cơ hội để Nga phát triển và hiện đại hóa nền kinh tế đất nước, trong đó có phần lãnh thổ châu Á của mình. Duy Nghĩa, Thường trú Đại truyền Việt Nam tại Liên bang Nga, từ Vladivostok.